tăng 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 tôn tê tăng tăng toàn tiếng tô tô tăng tăng tèng tèng tông tèng tèng tèng. Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thái Chuối TV. Xin chào các bạn. Mấy đứa đã chuẩn bị được gì cho Trung Thu chưa? Trung Thu năm nay thì vẫn giống Trung Thu năm xưa. Vẫn còn cháy túi, vẫn chưa có tiền. Các bạn nhớ bỏ ra vài giây để ấn like, chia sẻ video và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thái Chuối TV nhé. Hôm nay bọn mình sẽ làm một clip liên quan đến chủ đề Trung Thu. Trung Thu chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì? Có đèn lồng à, cả bánh Trung Thu nữa. Có bồ nữa. Hả? Phải căn bồ nữa. Bồ nữa là sao ta? 3 tuổi yêu mấy đường. Thế trong cái Trung Thu năm nay mấy đứa đã có bánh Trung Thu ăn chưa? Chưa. Chẳng có lẽ anh Thái mua bánh Trung Thu cho mày ăn sao? Anh đâu có tiền. Thế anh Thái nhặt bánh Trung Thu làm gì? Để cho bọn em thèm dư. Mình và Tem Trẻ Châu sẽ cùng nhau đi thử làm bánh Trung Thu các bạn nhá. Gì mà tự làm anh này? Tự làm bánh Trung Thu ăn luôn. Bọn em đã làm bao giờ đâu? Đúng rồi, sao bọn em mới làm kiểu gì? Vậy sao? Chẳng thế. Hôm nay mình và Tem Trẻ Châu sẽ đi thử làm bánh Trung Thu từ khoai lang. Hả? Bánh Trung Thu khoai? Đúng vậy. Nguyên liệu anh đã để trong bếp hết rồi. Mấy đứa đi vào bếp lấy nguyên liệu đây, nhanh lên. Vâng. Vâng. Nguyên liệu của mình là khoai. Mình cũng là khoai. Mình cũng khoai. Mình cũng khoai. Mình cũng khoai. Anh em dụng cụ làm bánh Trung Thu. Đổ khuôn ra xem nào. Các bạn ơi, đây là cái mặt của khuôn bánh này. Bọn mình sẽ dùng những cái này để tạo hình cho bánh. Sau khi bọn mình làm bánh xong, bọn mình sẽ ấn cái này vào cái bánh. Đây là hình bông hoa, đây là hình bông hoa này, đây cũng là hình bông hoa này, đây cũng là hình bông hoa này. Rất là nhiều hình, tuy nhiên là đa phần đều là hoa, nhưng mà những bông hoa khác nhau các bạn nhá. Còn đây là cái khuôn này các bạn nhá. Mình đã chuẩn bị 3 cân đỗ xanh. Bây giờ mình sẽ đi gói bánh chưng. Anh chị chầm làm bánh Trung Thu. Bọn mình trước khi luộc sẽ mang khoai đi rửa nhá. Củ nào bị hài thì bọn mình sẽ bỏ ra, không thì đắng lắm. Mình sẽ mang đi luộc. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thực hiện làm nhân nhá. Thảo, cho nồi vào đâu đi? Hả? Thảo, cho nồi vào đâu? Chị cho nồi đỗ lên một đứa mà. Không biết ở cho nồi vào đỗ mà. Chị đang cho nồi đỗ đây. Máy bị ngược rồi. Tao phải cho nồi vào đỗ mà. Ơ, cái đứa này, tao có một cái nồi nhá. Tao có một giỏ đỗ nhá. À, nồi đỗ. Đúng chưa? Từ lấy tờ ra nó ngược rồi. Đấy. Còn ý thì gó gó nó ra mày. Ừ. Tao mày gó tao không đất. Tao gó không đất này. Tao của mày gó lên rồi mà. Tao của mày gó không đất thế nào? Thì vừa mày bỏ tao gó không đất này. Và gó nào mày bỏ tao gó không đất xong. Tao gó lên đất thì tao gó phần lôi mà. Chúng mày còn gó xong chưa? Trời sắp tối rồi. Để mình làm luôn cho nó nhanh. Bây giờ mình sẽ cho bếp ga lên rồi. Các bạn ơi, bọn mình quên mất phải quật khoai trước khi hấp nha. Thế quạt để làm gì hết anh? Để tí nữa hấp xong đỡ phải bóc. Tí nữa hấp xong bóc nó nóng. Anh Thái thấy em nói có đúng không hả? Anh tiểu thư nói cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng được một phần các bạn ạ. Còn cái phần thứ hai ấy cũng rất là quan trọng. Đó là khi mà mình quạt vỏ này đi ấy, chúng ta sẽ ngâm vào chậu nước. Sau đó là củ khoai này nó sẽ ra hết nhựa các bạn ạ. Trong cái clip lần này, bọn mình làm bánh Trung Thu chuẩn bị được 3 loại khoai lang các bạn ạ. Đây, đây này, có khoai cam và khoai tím. Đấy. Thế còn một loại đâu anh Thái? Đấy, mình cũng không biết cái loại này là loại khoai gì. Mình thấy nó giống giống củ khoai lang nên mình mua về làm thử các bạn nhá. Hả? Anh Thái giống giống mà anh cũng mua về á? Bây giờ mình sẽ thái khoai. Cứng quá các bạn ạ. Khoai tím cứng lắm các bạn ạ. Vừa đi rửa khuôn về mà khanh nó lù lù đấy, mà mày đắp khoai ra kia, mày bị lang à? Ok, đỗ đã luộc chín như thế này là chín rồi này mấy đứa ơi. Bây giờ phải làm thêm đỗ nó nhuyễn ra nữa. Đấy, mình đã chuẩn bị một cái máy xay nhá.
Bây giờ mấy đứa cho hết đỗ vào trong máy xay. Khánh. Dạ. Thấy cái này giống cái gì không? Theo em thì giống cháo. Ừ. Đậu xanh. Sai rồi. Giống cơ cám lợn đấy. Quan trọng nữa là xay, khi xay đỗ ấy, chúng ta cho đường vào để cho người ăn bánh nó sẽ rất là ngon. Chúng mình hấp riêng từng khoai ra để nó không bị lẫn vào nhau. Ok các bạn ơi, bọn mình đã hấp xong khoai rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái dĩa này để én khoai ra. Còn mình với Tùng sẽ làm màu vàng. Tùng, các mày làm màu vàng. À, chúng ta đã xong hết rồi các bạn nhá. Rồi, cái này chưa làm, cái này nó vẫn chưa nhuyễn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ làm cái nhân khoai tím và nhân khoai vàng trước. Hóa ra cái này là màu trắng, là nhân khoai trắng các bạn nhá. Lăn bánh này ra thành những cái hình tròn nhỏ nhỏ này. Vừa vừa cái khuôn này các bạn nhá. Lấy số bánh như này xong lăn tròn vào các bạn nhá. Nhớ là phải lăn tròn vào đấy. Xong rồi bây giờ mình sẽ thử làm một cái bánh trung thu các bạn nhá. Đấy, cho cái này vào đây này. Sau đó là mình miết nó ra các bạn ạ. Bây giờ cho cái nhân vào nhá. Ấy. 1 2 3. Các bạn nhìn bánh trung thu ơi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Bây giờ đứa nào muốn làm trước đây? Cuốn BD, liệu cuốn BD có làm được không? Ui giời, anh Đỗ khinh thường đi em này. Này nhìn này, nhìn này. Ta chỉ làm một lần duy nhất thôi đấy. Ui giời ơi, cái bánh của thằng cún BD ấy làm. Anh Tiểu Thư liệu có làm được thành công không đây? Wow, đẹp chưa? Wow. Đây, mình sẽ cắt thử cái bánh trung thu này các bạn nha. Ồ, bánh trung thu khoai lang các bạn à. Rồi. Wow. Đấy, các bạn nhìn thấy bánh trung thu của mình có hấp dẫn không? Rồi, mình ăn thử nhá. Đấy, mình 1/4 này ăn luôn. Bánh trung thu rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình cắt ra cho mấy đứa ăn các bạn nhé. Nghẹn cổ. Nghẹn cổ à. Tùng cắt đi nào. Đây. Nào. Đây là bánh trung thu màu trắng. Chấm nào có phần nhá. Cắt hết vào. Nhân này bị lệch rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, video của mình cũng dài thôi, mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Nói chung là làm bánh trung thu này, bánh trung thu khoai lang này ăn tất nhiên là vị của nó chủ yếu đỗ xanh và khoai lang thôi các bạn ạ. Nhưng mà ăn cũng ngon các bạn ạ. Chủ yếu là tạo hình bánh trung thu nó khá là đẹp và bắt mắt. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Các bạn nhớ like cho bọn mình, nhớ chia sẻ video, nhớ đăng ký kênh, ấn vào chuông.
ấn vào quảng cáo để bọn mình có tiền làm video các bạn ạ. Hai.